Mang thai là giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời người phụ nữ cũng như đối với gia đình, và trải qua giai đoạn này trong thời kỳ dịch bệnh có thể sẽ căng thẳng. Điều tốt là có những việc đơn giản mà bạn có thể làm được. Phụ nữ đang mang thai và sắp mang thai cần thực hiện các biện pháp phòng tránh COVID giống như những người khác. Bạn có thể bảo vệ bản thân và gia đình bạn bằng cách rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang đúng cách, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác, không tập trung ở những nơi đông người, ở nơi thông thoáng khí và mở cửa sổ càng nhiều càng tốt. Dùng khăn giấy che miệng, mũi khi ho và hắt hơi, sau đó loại bỏ ngay khăn giấy và rửa tay lại. Đồng thời, những điều sau cũng rất quan trọng đối với bà mẹ. Thứ nhất là đi khám thai định kỳ theo lịch, cũng như khám sau sinh cho bà mẹ và em bé. Thứ hai, đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và tập thể dục đều đặn. Thứ ba, quan tâm chăm sóc sức khỏe của mình, cả về thể chất lẫn tinh thần. Các thành viên trong gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai, cả về thể chất và tinh thần. Đây là một câu hỏi rất quan trọng, bởi vì giai đoạn đang mang thai là đặc biệt, do chúng ta cần quan tâm đến sức khỏe của cả bà mẹ và sức khỏe của thai nhi. Chúng ta cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng bất kỳ loại thuốc hoặc vaccine nào trong thời kỳ mang thai để đảm bảo được tính an toàn, không có bất kỳ tác dụng phụ nào gây hại. Các bằng chứng cho thấy phụ nữ mang thai có nguy cơ tiến triển bệnh nặng hơn khi mắc COVID so với những phụ nữ không mang thai trong độ tuổi sinh sản. Phụ nữ mang thai tuổi trên 35 có chỉ số khối cơ thể cao hoặc có các bệnh nền kèm theo, ví dụ như bệnh tiểu đường hoặc bệnh tăng huyết áp, có nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID. Phụ nữ mang thai mắc COVID có nguy cơ sinh non và trẻ có nguy cơ nhập khoa hồi sức tích cực cao hơn. Trên cơ sở các nghiên cứu đã được thực hiện trước đây với các loại vaccine được sử dụng cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai, hiệu quả của vaccine ngừa COVID ở phụ nữ mang thai có khả năng tương đương với những phụ nữ không mang thai ở cùng độ tuổi. Các nghiên cứu đã thực hiện và các dữ liệu theo dõi sau khi tiêm vaccine ngừa COVID đến nay cho thấy không có sự khác biệt về tính an toàn của vaccine đối với phụ nữ mang thai so với phụ nữ không mang thai ở cùng độ tuổi. Vì vậy, phụ nữ mang thai nên được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID, đặc biệt đối với những phụ nữ có nguy cơ cao nhiễm COVID hoặc có bệnh nền kèm theo. Tổ chức Y tế Thế giới không khuyến cáo thử thai trước khi tiêm vaccine. Tổ chức Y tế Thế giới cũng không khuyến cáo trì hoãn mang thai hoặc phá thai vì tiêm vaccine. Câu trả lời là có. Bà mẹ sau khi sinh và đang cho con bú có thể tiêm vaccine ngừa COVID và nên tiêm vaccine khi đến lượt. Tất cả vaccine ngừa COVID đang được sử dụng hiện nay không sử dụng dạng virus sống giảm độc lực, do đó trẻ không có nguy cơ lây nhiễm virus qua sữa mẹ. Trên thực tế, các kháng thể được sinh ra từ người mẹ sau khi tiêm vaccine có thể vận chuyển qua sữa mẹ đến trẻ đang bú mẹ, giúp bảo vệ trẻ. Vaccine rất an toàn. Vì vậy, bà mẹ đang cho con bú nên tiêm loại vaccine có sẵn khi đến lượt. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các bà mẹ tiếp tục cho con bú sau khi tiêm vaccine.